17 ngoại hành tinh mới vừa được phát hiện bởi một nữ sinh 25 tuổi, để có những phát hiện trên, nữ sinh này đã sử dụng dữ liệu vũ trụ công khai được cung cấp bởi NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ. Mới đây, Michelle Kunimoto 25 tuổi, nữ sinh trường Đại học British Columbia, Canada, đã phát hiện 17 ngoại hành tinh mới, trong đó một hành tinh có kích thước tương tự trái đất. Được biết phát hiện này được công bố trong luận văn tiến sĩ của Kunimoto. Để có thể làm được những điều trên, Cô đã sử dụng dữ liệu vũ trụ công khai, được cung cấp bởi NASA cơ quan hàng không, và vũ trụ Hoa Kỳ, đây là một khám phá lớn. Tôi rất hào hứng với khám phá này, Kunimoto chia sẻ. Nói về hành tinh có kích thước tương đương trái đất do Kunimoto phát hiện. Tờ New York Post cho biết nó, được đặt tên là KIC 7340288B. Hành tinh này to gấp 1,5 lần trái đất, nằm trong vùng có thể sinh sống không phải dạng khí như các hành tinh khổng lồ khác trong hệ mặt trời. IC 7340288b quay quanh ngôi sao khác với quỹ đạo 0,444 đơn vị thiên văn, một năm dài 1.442 ngày. Bên cạnh KIC 7340288b, 16 hành tinh còn lại đa phần đều lớn hơn kích thước của trái đất nhiều lần. Lớn nhất là gấp 8 lần hành tinh chúng ta, đang sống. Phát hiện của Kunimoto đều nhận được nhiều lời khen ngợi từ những nhà khoa học khác, tuy nhiên, để 17 ngoại hành tinh trên chính thức được thừa nhận và đặt tên. Các nhà khoa học vẫn cần thêm thời gian để xác minh và bổ sung một vài thông tin. Đây không phải lần đầu tiên Kunimoto công bố phát hiện các hành tinh mới. Trong thời gian học đại học tại U Bán Công, Biêu Chính, cô từng khám phá 4 hành tinh, nữ nghiên cứu sinh, dùng phương pháp quá cảnh. Để tìm kiếm hành tinh trong số 200.000 ngôi sao, được quan sát trong sứ mệnh Kepler, bên cạnh đó, cô cũng hợp tác với Henry Ngo, cựu sinh viên U Bán Công biêu chính để có hình ảnh sắc nét về các ngôi sao làm tâm quỹ đạo của những hành tinh mới hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại